Ok, xin chào các bạn nhá, mình là Nguyên đây. Thì các bạn ơi, hôm trước mình ra ngoài đồng chơi ấy, thì là thấy ở ngoài đồng này có rất là nhiều chỗ trốn. Thì hôm nay mình gạ bọn trẻ trâu này ra đây chơi trốn tìm với mình nhá. Thì mình sẽ là người đi tìm và người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được 5 triệu đồng. Ôi, tiền không? Anh em có chơi không? Chơi luôn. Chơi, chơi từ từ nhá. Đây, tiền đây. Anh Nguyên này. Hả? Anh Nguyên toàn thách mấy bộ này. Đây, tiền đây các bạn. Em bộ này toàn đệ em mà. Bắt đầu em dạy bọn nó. Bắt đầu mõm các bạn, bắt đầu mõm. Em dạy bọn này trốn tìm ấy, thôi tiền em chết thì chị cũng thắng. Nhắm mắt vào, nhắm mắt vào. Làm gì? Nhắm mắt vào. Chết tiền hả? Bớt ảo tưởng đi. Đấy thì các bạn ạ, à, Hòa thì là Hòa đi quay cho mình nhá. Thì Hòa không chơi. Ok thì anh em ơi, này anh em mình sẽ trốn hết khu vực bên này nhá. Khắp cánh đồng này. Sao anh không tìm được rồi? Trốn khắp cánh đồng này, anh em mình cứ chỗ nào trốn được cứ trốn thôi. Nguyên này, trốn vậy sao nó rộng. Trốn vậy sao rộng Nguyên ạ? Không tìm được. Rộng quá à? Thế đúng. Thôi không sao, chơi vậy mới là chơi đúng không? Anh em cứ chạy thật xa vào. Cứ xa thôi đúng. Chiến thắng nhận 5 triệu thôi chưa? Ok chưa? Bây giờ lại đi trốn đi. Ơ anh Hòa đâu? Hòa đang đái đây. Bà quay đây nhá, bà quay từ bây giờ nhá. Quay luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi bọn này đi trốn các bạn nhá, xong rồi mình sẽ đi tìm. Này, 5 phút đi trốn nhá. Ok anh. 5 phút thôi. Nào đi ra. Trốn đâu rồi? Anh Hiếu cút nhẹ mày đi. Nào, bọn mày đừng có trốn cùng tao, cút ra chỗ khác. Chỗ nào trốn là mày thằng béo mày cút ra. Ê Hiếu, trốn đâu rồi? Trong bụi này được này. Ở đi, trong bụi, đi. Bụi này được ấy, đi đi đi. Mà cởi áo nắng mày cứ. Cởi áo mày thích bẩn áo à? Tao chỉ cho tốt lắm rồi. Đi vào đây, vào đây. Đi vào đây này. Có đường không? Vâng, vâng. Có đường luôn. Anh đi tới bây giờ. Thì nên đi, có 5 phút thôi anh em ạ. Đó, ui, nó nắng đi. Chắc nhiều đấy, xuống xuống xuống. Nắng thật. Có sao không? Được, được, xuống đi xuống. Ui giời, nắng ngồi đây, ui giời, rậm rạp này tìm thế nào được nhỉ. Ui thật luôn. Đẳng cướp Hiếu ạ. Ừ, chỗ đẳng cướp này Hiếu. Nãy tìm được. Mình chia nhau tiền nhá, đẹp nhá, trốn chung này. Mày mày tí tao cho mày 5 triệu, tao cho mày 1 triệu thôi. Ê, 1 triệu rưỡi cơ. 1 triệu rưỡi cũng được, thế cũng được, coi như anh em trốn chung rồi, đỡ chán. Ừ, anh em ngồi nói chuyện. Trường ơi. Ôi. Sao mày trốn gần tao về, mày trốn xa tao ra, cẩn thận chết chú mấy. Kệ mày, tao thích trốn ở đây, mày ra chỗ khác mà trốn. Mẹ mày cút. Ôi. Cút nhanh. Dương ơi. Ơi. Bọn nó cãi nhau gì ấy? Biết được. Kệ mẹ chúng nó đi, mình lấy 5 triệu đã. Quá chuẩn luôn. Này Hòa. Gì đấy? Mày vừa có nhìn thằng Diệp ơi, thằng Hiếu thằng cúng ngã không? Tao nhìn thằng cửa đẹo mày à? Tao lại cả tao chạy lên. Tao quay ra nhìn thấy buồn cười quá. Ai rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm ngõ nhá. 5 phút hơn rồi. Nhưng mà đấy, cho 5 phút thành 10 phút rồi. Hả? Cho 5 phút thành 10 phút rồi. Đi tìm đi. Mà tìm chỗ hơi lâu nguyên ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cánh đồng này. Đấy. Bây giờ là mình cứ thế đi tìm thôi. Tìm ngay. Bây giờ là đi xuống hay tìm các bạn. Đi. Không biết tìm ở đâu cơ. Cơ này còn tìm. Này, khả năng là tí nó muộn thì không tìm thấy anh đi về đi nhỉ. Ừ. Ví dụ cái trường hợp mà không tìm thấy ấy, anh em đi về xong rồi mua vịt xong rồi khao đó. Ừ. Anh em mở tiệc tự khắc sẽ đi ra nhá. Không cần phải tìm. Ui giời ơi. Và mình ngu quá, mình không quay cái phạm vi vào nhỉ. Ừ. Chứ rộng như này tìm thế nào được nhỉ. Hơi... Anh em ơi. Hơi khoai đấy. Ai trốn rồi giơ tay lên nhá. What? Ai trốn xong rồi giơ tay lên nhá. Alo alo. Thế mà tỉnh lắm người nào không giơ tay đâu. Trốn xong rồi kêu một câu xem nào. Đây đây. Đây đây. Ở đây vùng này nhanh người này. Đây đây đây. Diệp ơi. Diệp. Đây các bạn. Em được hơi gà mọi người ạ. Cái này, chậm như này. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Hai thằng luôn các bạn ơi, thấy bỏ em trốn giỏi lắm. Mẹ mà tiếng mà chui đấy làm gì? Em tao bảo chia tiền luôn, con ngu ấy, con chui đây. Bây giờ nhá, đi lên trên bờ đi. Em đi trên bờ. Ai bẩn gì? Em cứ bảo là tao nhau, chú trong mùi giữa tay gọi ơi, gái này. Đúng rồi, em cũng ơi, em hiểu đâu rồi. Thôi, không biết, nên bà chua.
hai thằng chó. Hai thằng chó đấy chứ. Ngồi đây ngồi mẹ đi cho nó bắt chui kia bắt cá nữa. Chết chùm chưa? Đây gọi chết chùm. Lên bờ. Này, lên bờ cái ngồi dậy chưa? Ok các bạn ơi, thế là mình bắt được hai thằng rồi nhá. Ừ. Mình đoán là cái bọn này nó gần nhau á. Ừ, em đi tiếp. Quá nhanh quá nguy hiểm nhỉ. Cái hotel ở giận thế nhỉ. Đến hai chắc. Đây là hơi gá mọi người ạ. Chắc trong bụi có nhỉ. Thế nó bụi u tùm hết. Alo anh em ơi, thằng nào trốn xong rồi ơi, phát nữa nào. Tụi này nó khôn hơn Điệp. Có em Điệp ngu thôi. Này thì em trốn giỏi nắm này. Thế mà em tàn hình. Giờ cái đồng nó rộng như này thì thế nào đây ngoài. Thì quá là khoanh vùng vào không chịu cơ. Cứ để trong thanh thang này giờ mò làm sao được. Thế đúng cả các cụ câu thì mò kim đáy biển mà Nguyên ạ. Ừ, ẩm giáp này. Chẳng quay là cái gì ngoài trốn tìm cả. Không, ý tao là có cách gì để cho bọn nó giật mình chạy lên đây, hiểu không? Ui, rắn nhỉ, rắn nhỉ. Rắn, 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 rắn. Một đứa dính váy. Một đứa dính váy, ok, ok. Nguyên, làm sao đây? Nguyên. Làm sao bạn Nguyên đây? Thôi bạn này. Nén lại đau thương này, nén lại đau thương. Sao vậy các anh? Một thằng ngã là ok rồi, dính vai là ngon rồi. Đây thằng em đây ơi. Trời ơi. Sao ơi? Sao lại ra đây? Dính vai. Rắn anh. Sao rắn rồi? Ok các bạn ơi, nghiệp cuột anh rồi nhá. Rồi em ơi. Nghiệp cuột ấy, anh ngã người nghiệp cuột ấy. Ôi giời ơi. Thôi em ạ, chúc mừng em. Em là người tìm thấy thứ ba em ạ. Nên kia chơi với em Điệp nhá. Đen rồi. Đen rồi à? Ôi, sướt cái chân rồi ạ. Cố lên, cố lên. Còn 3 đứa nữa sao? 3 hay 2 nhỉ? Còn 3 đứa. À nữa à? Nóng lắm rồi các bạn ạ. Thấy bảo Nguyên vừa ngã. Ôi trời ơi, tìm đơn giản đúng không? Đấy chưa, bạn rồi giờ lấy ý tưởng gì cái cho chúng nó phải tự chui đầu ra chứ. Ui, rắn kìa. Thôi, cái tạo rồi, một chiêu không dùng hai lần đâu. Ủa, chỗ này nó mới rậm rạp này, hồng à hoa này. Hơi cao ấy. Đây, thấy bảo quần nát bét chỗ này rồi này. Này hoa, nhìn nó đi này. Đấy. Anh em lấy men thằng lối vào thôi. Video này bắt được em nữa. Cứ đi thôi Hòa. Anh em ơi, anh đến đây. Đây Hòa. Nhìn nó đi này. Chiền. Đây Hòa. Cái gì đó, cái gì đấy? Đây Hòa. Gì đấy? Ừ. Cháu Khoa. Cái gì này? Em Khoa. Trốn kỹ đây này. Đây là thí sinh thứ tư bị bắt. Lên trên kia em. Lên chơi với em Đẹp nhé. Cùng hội đi em. Em rất may mắn, em là người thứ tư được tìm thấy. Trốn kỹ thế vẫn bị bắt các bạn ạ. Còn hai đứa nữa. Thôi đi em, trình bày em gì nhiều nhỉ. Bây giờ không còn sức để nói nữa rồi. Tìm nốt cái này. À hai. Quay. Quay anh bảo. Quay đây. Đứng yên đây. Đang động động. Đi mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Sao Diên lại cười em? Ok các bạn ơi, đây là người chơi thứ 5 bị bắt đấy. Tức là em suýt được 5 triệu đây em ạ. Em suýt 5 triệu nhưng mà tại em to béo như này mà em lại đi rục rục ở đây. Sao tự nhiên thấy bạn bắt cái lại còn đông đại làm cái gì? Lần sau ấy, thấy bạn bắt thì cứ im lặng thôi hiểu không? Ếch chết tại mồm, người chết tại động đậy đấy. Thôi bây giờ em với thằng Khoa là đi lên kia. Ê, chúc các em may mắn nhá. Còn em nữa. Bây giờ là còn một thằng nữa đúng không? Ừ. Một thằng nữa nó trốn này thì... Mà nó thắng còn gì nữa? Ừ, ngồi hô ra thôi. Thôi hồn đi, lên kia ngồi. Ừ, đây. Thắng rồi thôi kệ. Mất công gì tìm nữa mày. Ờ, thắng rồi thôi kệ chứ. Mẹ, vãi cứt anh Nguyên. Anh chơi bẩn cực luôn đấy. Chứ bẩn thật lắm luôn đấy. Ai chơi bẩn? Ai chơi bẩn mẹ. Đi mẹ còn hô. Thằng nào chơi là người giơ tay mẹ hô mẹ. Chắc chơi luôn luôn. Thì nó chơi hô thì mẹ anh biết đấy còn gì nữa. Anh sẽ bảo là cho 5 phút trốn còn gì nữa đúng không? 5 phút trốn rồi thôi nhỉ. Thế còn anh dạ hô. Kệ mày, mày đem mày phải chịu nhỉ. Đưa tiền ơi, thằng chơi bẩn đúng chị ơi. Đéo. Đúng rồi. Bây giờ chơi bẩn, anh nhầm. Bây giờ mày đen mày phải chịu nhỉ. Bây giờ ai chơi kiểu thế đúng không? Anh đã bảo là cho 5 phút trốn. 5 phút trốn còn gì nữa. Ok tao, đấy là mưu, đấy là mẹo hiểu không? Mẹo. Còn em không muốn kìa, nghĩ tội cơ. Chán anh Nguyên thật sự. Anh Nguyên đã biết em dọa rắn rồi, lại còn dọa nữa. Ai bảo mày đưa em gì? Ừ. Ai còn ngã như này, giữa cái chân như này. Thằng kia mấy ai ạ? Toàn chơi bẩn còn gì nữa. Cứ lôi nó sợ rồi, Nguyên dọa thì... Thôi bây giờ là nói chung là... Thằng Khoa này là để một vết lối đi nhỉ? Ừ. Còn thằng béo này thì ngu người quá, hiểu không? Ừ. Đấy. Còn bây giờ thằng Trường là thằng thắng cuộc đúng không? Trường đâu rồi anh em? Trường đâu rồi? Kìa. Trường ơi! Mẹ vẫn trốn nữa. Trốn à? Trường ơi! Trường ơi! Adu! Ôi giời kìa! Ở đây mà anh không thấy cái gì đâu
Thế bảo em trường trốn kỹ. Adu. Chết dở rồi. Sao em à, em là người thắng rồi. You win, you win. Sao wow, chị... chẳng phải chia tao nhá chị nhá. Mình thế là em thắng hả? Ừ. Đây không phải thắng. Không, em không thắng. Em không thắng. Nó lên nó hỏi em thắng hả mà nhìn thấy anh em ngồi đây rồi. Đây nó hỏi em thắng hả. You win, you win. Chơi chưa? Ta thắng rồi. Nhưng giải, nhưng giải. Anh hỏi em một câu chân tình nhá. Thật lòng anh này. Em thắng mà em có thích tiền không? Không đúng không? Bé không tiêu tiền không nhỉ? Ừ, đúng rồi, không tiêu tiền cho em này. Thế anh hỏi em nhá. Em có biết tiêu tiền không? Không đúng không? Không thôi đi về. Ừ, thôi đi về đi. Sao rồi? Hết. Sao rồi? Về đi, về đi, về đi, về đi. Em chưa nói gì đâu. Em có nói gì đâu. Có lấy tiền không? Có. Lời. Phải đấy chứ. Đúng rồi. Đây. Không chỗ này. Ôi. Cơ mà không có tiền. Nhận hộ, nhận hộ. Ô đưa tiền nhận hộ luôn. Nhận hộ à? Đúng rồi, đúng rồi. Sao? Đây. 2. Đủ. 3. 4. 5. Bây giờ mình sẽ trao giải cho người chiến thắng nhá. Ừ. Em thích tiền à? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Cả, xung động mà không nói lên lời bạn ạ. Em gì? Thằng này thắng mà. Em nhận hộ. Không hộ. Đây, bây giờ mình nói được làm được. Chào 500 bạn em. Cầm tiền nhá. Đây bạn này. Mỗi thằng 500 bạn nhá. Cái gì đây? Đúng rồi, đúng rồi, 500 nhá. Thôi bạn ơi. Thôi mình biết rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Anh em tay A được rồi, nó cho, nó cho. Cướp thế à? Mỗi thằng 100. Kìa kìa. Được đấy, mày mày thắng ơi. Được đấy, được đấy. Tao chết chứ mày ơi. Em cố tình chết đấy à? Thế kia có bao nhiêu tiền? Đây, thế này là còn 2 triệu. 2 triệu à? Thôi xin cho tròn 2 triệu. Không được. Em à. Có tiền. Em, thế anh sao? Anh sao? Cho nó em đi. Đấy, phải cho người cho tiền mình phải cho lại. Đúng rồi. Có phúc cho đi để nhận lại mày hiểu không? Tao mất 5 triệu được có 500 nghìn này. Chứ ngay, caramel chứ ngay. Caramel nội nhiều quá, chân chắc sang hết rồi. Anh nhận hộ thằng caramel nhá. Thế là... Tối đi uống nước kìa bê. Uống nước đi, uống nước. Tối đi uống nước kìa bê. Nói chung là cũng vớt phát được 1 triệu nhỉ. Ờ. Thôi thì Hòa không cần ăn đâu nhỉ. Bà ăn sao thế nhỉ, bà đi tôi ngã cái này. Thôi Hòa làm gì cần tiền đâu nhỉ. Hòa không cần tiền. Thôi, anh em về đây. Bà 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 bà